Hy vọng là sẽ trúng thăm của em. Đây. Em không nhớ em viết cái gì nữa. Trúng thiệt gì vậy? Trúng thiệt, chết chết. Nhìn mắt nhau 30 giây. Cái này dễ. Nhìn mắt nhau 30 giây, đối tượng tự chọn. Là nói lý do. Sau đó nêu cảm nhận về người đó đến thời điểm hiện tại. Nhìn 30 giây. Tụi người nào nói ta? Thôi, lẹ phải đi. Thôi, lẹ phải đi. Bây giờ sẽ nhìn Nhu. Em đã né rồi. Em không né cũng được. Nhìn đi mà thì nhìn đi mà đến. Một. Em nhìn. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Nhìn 30 giây rất là lâu nên là nhìn rất là buồn cười. Vì nhìn được một hồi thì cả hai cùng cười thôi. 28, 29, 30. Cảm nhận của anh về Nhu là một người con gái xinh xắn, hiền. Tuy nhiên thì ít nói, rụt rè. Che giấu bản thân hơi nhiều, nên cởi mở một chút nữa. Vậy thôi. Nên lý do anh chọn Nhu nữa. Lý do anh chọn Nhu, anh chọn ngẫu nhiên. Với cả đấy là những điều mà anh muốn nói với Nhu luôn. Thì đó, hôm nay là thích. Ê, thì cái cây này sao nó cái ô chà bá nó không quay vô, không quay giữa. Cái vậy? Đây một đùa không được. Này hôn cùng giới mà. Thôi không cùng giới cũng được mà. Đúng rồi, cái này phải mặc định là khác giới. Mát nhỏ. Không cùng giới cũng được mà. Hôn idol nè. Idol em chứ, nó đây idol anh đâu. Thì em nói hôn idol của em nè. Anh là gì vậy? Ôi, nhìn uống nước nhìn anh đắm đuối lắm kìa. Yêu. Mời em. Chọn đi. Thôi. Vậy thì anh lớn tuổi đây. Vỗ tay nhé. Nhanh đi, chờ không nổi nữa. À, lớn tuổi. Thôi hợp lắm rồi. Duy nhất, nhưng mà... Là gì sao? Hùng tay hả? Chứ em bảo không gì? Hôn môi hả? Không được, không giới, không đâu. Tối nay, Kaka đã hẹn Trung ra để giải tỏa mâu thuẫn từ hôm trước. Lần đầu tiên được hẹn hò với idol. Trông hay đẹp nhỉ? Đẹp thì... Công nhận khung cảnh lần đầu tiên được hẹn hò với idol. Là cái chuyện hôm qua hả? Ủa? Thì sao em thấy á, phụ nữ nhà Trung ai cũng xinh đẹp nè, cũng giỏi giang, các thứ. Biết đâu ăn cái gì, nói chung cái gì cũng biết. Mà tại sao mấy anh lại ít chủ động như vậy? Khó hiểu nhỉ? Em chỉ biết người ta đuổi với em như nào thôi, em không biết người ta đuổi với người khác như nào. Trời ơi, đau lòng. Trời ơi, đau lòng thiệt chứ. Anh nói lại câu đó đi. Cũng không muốn nhắc lại đâu. Nó bình thường lắm, nó nhỏ lắm. Do là ngày hôm qua em đã nhạy cảm trước rồi. Qua em gây lộn với anh Long được lắm á. Em đang khởi động anh thích Trâm đúng không? Đúng rồi. Ok. Em không có liên quan gì hết. Anh mới nhận được là anh thích Trâm. Anh đừng nói là anh tìm hiểu em hay gì hết á. Không có một biểu hiện nào là của một người thích hết. Cái gì sao? Em không biết sao nhưng anh đó cố gắng để có cuộc hẹn này á. Ủa vậy tức là cái cuộc hẹn này là anh sắp đặt hả? Gần như thế. Xé nát ai đó. Cọc gì vậy? Cọc gì vậy? Cảm ơn em rộng lượng. Thôi đừng nói mày kỳ cục. Điêu à. Có chứ. Tự nhiên tại vì có nhiều người, người ta sẽ để, người ta sẽ nhớ chứ, người ta sẽ ghim anh. Em thấy không có gì là ok, anh cũng không có gì đó. Không, là tại vì anh là idol nên em sẽ bỏ qua tất cả. Dạ. Cảm ơn Tham nha. Trong khi ấy, Long và Trâm đã có một cuộc gặp ở phòng chiếu phim. Chuyện của anh với chị Ca giải quyết xong hết chưa? Anh với Ca thì xong rồi. Thật ra em cũng có nghe Ca chia sẻ. Em cũng đồng tình với ý kiến của chị Ca. Đồng tình với ý kiến của chị Ca. Ừ.
đồng tình là cái cách anh đối xử với mọi người hả? Ừ. Thật ra em nghĩ anh sẽ có lý do của anh. Nhưng mà tự bản thân em cảm nhận thôi thì em cảm thấy nó hơi kiểu nó hơi thẳng có sao ta? Cứ nói đi, kiểu anh là người chấp nhận sự thật. Ai vậy hả? Anh đã làm anh đúng không ạ? Mọi thứ anh làm đều có logic hết. Okay. Anh làm những cái điều đó là anh buộc phải chấp nhận những cái mà nó xảy ra thôi. Vậy em mong là mọi người trong nhà chung hoặc là tất cả mọi người xem có thể hiểu được cái hàm ý của anh khi mà anh làm cái điều đó. Em biết là anh thích Nhu. Em kiểu người nào mà em mến á là em sẽ muốn người ta vui, hiểu không? Cho nên nhưng mà anh không thích Nhu. Anh chỉ chọc cho Nhu thôi, tại vì anh thấy Nhu rất là ít nói luôn á. Ồ, càng ngày càng ít nói chứ. Không kiểu như không muốn cho mọi người biết nhiều về mình. Thì anh kiểu anh chọc cho kiểu không khí nó sẽ đỡ hơn thôi, để cho Nhu nói nhiều hơn xíu thôi chẳng hạn. Chắc là bình thường người ta sẽ tìm hiểu Nhu nhiều hơn là Nhu chủ động. Em nghĩ vậy. Ừ, tại vì không, người ta sẽ chủ động chứ. Sao mà người ta như bị động mãi được, đúng không? Hôm nay Trâm qua chỗ anh tập quay xong rồi đi trên xe về có nhiều cái để nói. Ừ, tại vì em muốn knock out chứ tìm anh. Knock out chứ tìm anh. Giả sử như hôm nay mà Nhu qua ở anh xong đi về á, là chắc toàn anh hỏi à? Nhu chắc không hỏi anh gì luôn. Mà em nói chuyện với Nhu mà em cũng phải chủ động hỏi không à? Nên anh sẽ thích một người con gái mà có thể nói chuyện được với anh. Ừ. Anh không hợp Nhu. Ừ. Tại vì không hợp cách nói chuyện. Thế ban đầu từ đầu giờ thì mình nghĩ là anh Trung thích Nhu thì mình cứ ship anh Trung và Nhu thôi. Mà anh Trung lại nói anh Trung không thích Nhu. Nhưng mà mình vẫn chưa tin lắm. Anh có dành khoảng tầm một tiếng thì phải. Một tiếng để anh viết vài câu thính thôi thôi. Anh sẽ bắt đầu bằng những câu ngắn gọn và xúc tích. Tình yêu của anh sẽ như một cái smartphone mở khóa cho tim ra từ một cái chạm ngón tay. Anh để chắc chắn không phải là bụi thính mà là lời tỏ tình sắc bén như là đạn nhọn bay. Em á thì sang trọng như là iPhone. Này anh hỏi thật nha, đôi môi đã được ai hôn? Trầm hương thì thơm đấy, nhưng nó không thơm mà người anh để ý. Bỏ đi dấu huyền ảo trong mắt anh đi thì thật sự không ai hơn em được, anh thề đấy. Ok, anh rất là tinh tế khi mà anh đưa chữ trầm hương vào. Tại vì nó là một cái biểu hiện, một cái địa danh, một cái biểu tượng của cơ hương em tại Nha Trang. Anh rất ít khi mà viết riêng một bài rap mà cho một cô gái nào đó nếu mà anh không thật sự quan tâm, vì cảm xúc của anh nó cũng có giới hạn. Nếu mà một người không theo dõi rap như Trâm mà lần đầu tiên được nghe những cái ca từ đó, mình bảo đảm là Trâm sẽ sao xuyến thôi. Bài rap thì Trâm nghĩ là chắc là nó cũng xảy ra với nhiều người. Không riêng Trâm. Em xin lỗi, tại vì cho không tin anh Long, nhưng mà thì Trâm nghĩ là nó cũng có thể là anh Long sẽ không rap cho người khác nghe, nhưng mà có thể là một câu thả thính gì đó với người khác cũng có thể. Cho nên là Trâm cảm thấy là Trâm cũng không có đặc biệt gì hơn so với ba bạn nữ còn lại đâu. Mình rất là vui khi là mình đã nói với Trâm được nhiều điều mà mình muốn nói, và cả mình đã hiểu Trâm hơn nhiều hơn. Thì lúc mà mình rất là nghiêm túc về cái vấn đề là mình muốn biết là Trâm có phải cặp đối với anh hay không, để mình không muốn cái cảm xúc đó có thể lúc nào cũng dâng trào. Tại vì thật sự là mỗi lần mình nhìn Trâm thì mình luôn nói một cái cảm giác đó. Thì khi mà mình nhìn thẳng vào mắt Trâm thì Trâm cũng nhìn vào mắt mình, thì mình tin đó là sự thật.
Thật là gì? Là Trâm không phải là cặp đối bí ẩn. Khi Đạt và Hằng về tới, các bạn đã tập trung lại để cùng chơi trò chơi vòng xoay và bốc thăm. Ai quay trúng ô nào thì phải thực hiện hành động của ô đó, trong đó có hành động bốc thăm. Những lá thăm được các thành viên tự tay viết lên. Rồi. Nhà bồi. Nhà bồi hả? Nhà bồi với một người. Mọi người muốn sao? Về Long luôn đi. Ừ. Về Long cho gần. Ừ. Miễn cưỡng vậy luôn. Thất vọng, ví dụ như thất vọng. Đúng rồi đó, rồi giao bôi đi. Đây đúng rồi, nhìn nhau. Nhìn mắt lé luôn á. Ăn ngon. Thì mình vừa mới mở màn ra và nhìn thấy cặp bạn Trâm với lại bạn Long da môi. Thì mình nghĩ là ủa cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Sáng giờ tiến triển nhanh tới vậy hả? Mình chưa có đó, mình bỏ lỡ nhiều thứ như vậy sao mà cặp đôi này thể hiện tình cảm một cách nhanh chóng như vậy. Thì mình chưa nghĩ gì hết, thì lát hồi thấy cái vòng xoay ở giữa rồi, hiểu là mình biết là trò chơi. Mời anh Long vô. Mời đi. Bốc thăm. Anh muốn bốc giùm không? Ok, bốc giùm đi. Nơi cái nhỏ nhỏ đi, dành cho người to to. Ok, thank you. Gì nữa? Đọc leo lưỡi luôn. Ôm một người khác giới tự chọn trong vòng 10 giây. Ôm phải ôm kiểu mà sắp xa nhau nha. Em nổi da gà đó. Anh Đông kiểu anh Đông bị dính với cái thử thách mà da thịt không ta? Tự chọn phải không? Được. Ok, chọn Trâm. Yeah. Rồi, 1, 2, 3. 20 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, thì cái cảm giác ôm đó em thấy rất là lạ luôn, chưa có ôm bao giờ nên em rất là rung. Và Trâm cũng có nói anh Đông rất là rung. Bạn rung lắm luôn á mọi người. Bốc thăm mà chết cha. Bốc thăm. Hy vọng là sẽ trúng thăm của em. Đây. Em không nhớ em viết cái gì nữa. Trúng thiệt vậy. Trúng thiệt, chết. Nhìn mắt nhau 30 giây. Cái này dễ. Nhìn mắt nhau 30 giây, đối tượng tự chọn là nói lý do. Sau đó nêu cảm nhận về người đó đến thời điểm hiện tại. Nhìn 30 giây. Chọn người nào nói ta? Thôi, lẽ phải đi. Bây giờ sẽ nhìn Nhu. Em đã né rồi. Không né được. Nhìn đi mà đếm. 1 em nhìn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nhìn 30 rất là lâu nên là nhìn rất là buồn cười. Vì nhìn được một hồi thì cả hai cùng cười thôi. 28 29 30. Cảm nhận của anh về Nhu là một người con gái xinh xắn, hiền. Tuy nhiên thì ít nói, rụt rè, che giấu bản thân hơi nhiều, nên cởi mở một chút nữa. Vậy thôi. Lý do anh chọn Nhu nữa? Lý do anh chọn Nhu, anh chọn ngẫu nhiên. Với cả đấy là những điều mà anh muốn nói với Nhu luôn. Thì đó, hôm nay là cái. Ê, thì cái cây này sao nó cái ô chà bá nó không quay vô, quay giữa. Cái gì? Đây một đùa ngôn được. Này hôn cùng giới mà. Thôi hôn cùng giới cũng được mà.
Đúng rồi, cái này phải mặc định là khác giới. Mát nhở. Không, cùng giới cũng được mà. Không. Hôn idol nè. Idol em chứ, nó đây idol anh đâu. Thì em đã hôn idol em nè. Anh là gì vậy? Ôi, nhìn uống nước nhìn anh đắm đuối lắm kìa. Yêu. Mời em. Chọn đi. Thôi. Vậy thì anh lớn tuổi đây. Vỗ tay, vỗ tay. Nhanh đi. Dạ, chờ không nổi nữa. Anh lớn tuổi. Hồi hộp lắm rồi. Nhưng mà là gì sao? Hùng tay hả? Chứ em bỏ hôn gì? Hôn môi hả? Không được, hôn giới hôn đâu cũng được đúng không? Hôn chán đi, hôn chán cũng được. Cha hôn con hả? Hôn chán là cha hôn con, tình mọi người cũng sao hết á. Lâu quá rồi đấy, mọi người cũng chết thôi, luôn nè. Nói chung là mình cứ vui vẻ thôi. Hôn cái mặt anh đi. Giờ sao giờ? Hôn cái mặt anh nó không nói ra có cụ thể. Đợi qua đi anh, đợi xíu. Vậy cái đầu môi anh lên hôn cái coi. Thằng khổ ghê thiệt á. Em là muốn tạo niềm vui mọi người đang hứng rồi phải không? Mọi người đứng cười. Anh này hồi cố gắng nha. Anh sẽ chịu đựng được. Rồi vô đi. Trời ơi, không biết là phải nhìn đi đâu luôn thiệt. Anh làm dây á. Vô đi anh. Nghe với lên, nghe với lên xong xếp cặp đôi này không? Tiệt luôn á, tao quấy đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Trời ơi, được chưa? Cố gắng thôi luôn, thiệt tay rồi. Ghê quá. Lần đầu tiên anh còn người con trai của anh á. Tôi chuyện nước mắt. Chị đi bắt thăm rồi hả? Hồi nãy giờ có nhiều thăm anh bóp hết luôn á. Để chọn đi. Nè, để cho anh chọn. Thăm của mình đâu. Thôi cho em chọn luôn á. Em chọn hả? Em chọn nhanh đi nhỏ. Thấy của anh rồi. Gì đừng nghĩ nhiều, hãy hôn tay á, hãy mề môi hôn, kề môi lên tay người khác, kề môi lên tay người khác, kề môi anh chọn á, hôn lai hôn tay, hôn tay người khác anh chọn. Anh Long, em định trả biết chuyện xấu vậy đúng không ạ? Anh chưa bác sĩ kế bên đúng rồi, vậy là bên phải bên trái cũng được. Tùy anh. Yes. Cơ không ở phía xa. Oh my god, ở đây gần. 1, 2, 3. Vẹn tóc, vẹn tóc. Ác quá, thiệt luôn. Ác gì? Nhìn mặt kìa. Nín thở đi. Cái mặt cũng thích lắm hả? Long này sẽ giết con bên tay vậy? Như vậy vậy vô. Chơi kỳ. Ok. 2, 3. Hôn hay đụng hôn không hôn nhưng mà hôn như thế này hôn cái kề môi thôi, không phải hôn. 2, 3. Không dính nha, thì lúc đó em hôn tay thì thấy bạn ấy nhột, em cũng biết sao nữa. Trâm có cảm nhận từ anh Đông nhiều hơn ba người còn lại. Em cảm thấy là Trâm cảm nhận anh Đông nhiều hơn, cũng bớt một phần suy nghĩ anh Đông là cặp đôi bí ẩn. Chạm dưới đây dính đi. 5, 6, trời đất ơi, 8, 9, 10. Lúc đó mình không buồn, thật sự là mình không có cảm giác buồn mà không hiểu sao mình lại vui trong lòng. Trong khi Trâm cũng là người mình thích. Mình rất là mâu thuẫn lúc đó luôn. Mình không thể hiểu được tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy. Theo mình thì hiện tại chắc vẫn chưa có ai hướng về Trâm. Hơi tự tin chút nhưng mà thôi kệ. Là còn ba cái này thôi đúng không? Còn ba cái này thôi đúng không? Cái này nữa. Chờ tôi trông chờ nãy giờ xong rồi giờ tôi ra chứ tôi. Hôn má người con trai ngồi bên tay phải trong vòng 10 giây.
cái gì gieo gì gieo nhân gì gieo gì gieo nhân nào gặp quả đấy. Thế thì có ở đây nãy giờ ai cũng mong muốn không được á, còn 10 giây nữa chứ con điên. Đừng chửi mình ổn các bạn. Thì mọi người đếm này quậy nha. Đếm 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chưa, đừng có chưa. Anh là người đàng hoàng mà. Ok, tiếp đi. Bé cao là nhiều việc xíu thôi. Rồi bây giờ lắm mà. Rung tay rồi mọi người. Yeah, tay rồi. Mất là hết rồi bạn ơi. Ê, của tôi nữa, của tôi nữa, của tôi nữa. Đừng nói cái này ác lắm, cái này ác lắm. Nói thiệt cái này hơi ác á, nhưng mà đọc đi, đọc to lên. Người con gái, bạn chọn ngồi vào lòng bạn và bạn sẽ phải ôm họ từ phía sau trong vòng 3 phút. Nếu bạn là con gái thì ngược lại. Trời ơi, 3 phút. 3 phút hơi lâu luôn. 3 phút ngoài đi ngủ luôn á. Cái này là quái ta. Ngày của Phương Trâm. Nhưng mà nãy giờ anh cũng có Phương Trâm của anh là ai ra thì anh ôm người đó. Thôi. Đâu bày đặt quá ông ơi. Bày đặt ai ra không người đó. Là tôi ra ông cũng chọn bà Trâm mà. Ở mèo đúng không? Là vậy đúng không? Vậy đúng không vậy chứ? À giống chị cho em. Ôm vòng tay lại chứ nghe ôm rồi. Giống chị cho em đi xe máy đúng không? Ôm vòng tay lại ôm không à? Đúng không? Rồi, đúng okay. Rồi. Rồi chị kể ở bên cạnh, em cẩn thận nha chị. Ở trong cái dây này mọi người bóc tiếp đi. Rồi bạn nhảy luôn hả? Nhảy okay. Rồi. Kè. Bùm. Nắm tay lên hết game. Nắm tay được, được. Sắp hết game rồi. Tính ra mình nắm tay cũng khoảng 3 phút. Ngày hôm nay thì Đạt cũng rất là vui tính, là mình cũng ngồi cạnh Đạt. Nhưng mà ngày hôm nay Đạt làm mọi người cười rất là nhiều, nên là mình cũng để ý Đạt. Cũng để ý Đạt nhiều hơn một chút. Mình lại đang nghi ngờ Hằng và anh Đạt. Thì mình cũng có quan sát thì cái cặp đôi đó mọi thứ diễn ra rất là thoải mái, cũng không có quá ngại ngùng như những cặp đôi khác, nên là mình cũng có nghi ngờ hai người này. Ủa, nãy giờ 1 phút rưỡi cho qua rồi đúng không? Mới 2 phút qua. Anh canh nãy giờ hả? My man. 30 giây nữa. Anh đi nghiêm túc giờ giấc đúng nè. Cố lên. Nụ cười không vui. Cười gượng gạo. Anh Đông đang thật sự gượng để cười nha mọi người. Một cười khủng bố của anh Đông. Sợ lắm không biết đâu. Thôi đủ 3 phút rồi đó. Okay. Đủ rồi, nó đủ rồi, bỏ ra. Đêm cuối cùng ở ngôi nhà chung đã trôi qua như thế, dự báo cho một chuyến đi đầy biến động của các thành viên trong những ngày cuối. Sáng nay, các thành viên sẽ tạm biệt Vietlife Residence, ngôi nhà chung của mùa 13, để bắt đầu chuyến đi chơi đến Cần Thơ. Trên xe, Trung vẫn luôn quan tâm chăm sóc Nhu. Điều này đã làm các thành viên khác phải chú ý. Thôi là mình cho ngồi chơi đó mọi người, chứ để mà ngồi dưới là chắc là không ai biết mọi người đang làm có cái gì ở dưới này luôn. Ấy là lâu lâu không có biết một cái câu chuyện nào khác ở dưới này luôn á. Khi làm phim gì đó thì đang có phim. Ừ thì đó, tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi. Tự nhiên đi bạn ơi. Đừng ngại bạn ơi. Để quên đi chặng đường khá dài, các thành viên cùng nhau kể về chuyện tình đáng nhớ nhất của mình. Nhu kể trước đi Nhu. Kể đi Nhu ơi. Cũng không biết kể như thế nào nữa. Cái mối tình tuổi học trò lúc đó là Nhu còn lớp 10. Thì cuối năm lớp 10 đó gặp anh và quen. Quen anh thì mình cảm thấy anh quan tâm đến mình nhiều. Anh rất là giỏi trong cái cách mà biết cách chăm sóc và nói chuyện cho mình vui á. Lúc mà mình có giận, mình có hờn hay là mình cọc tính cỡ nào thì anh cũng tự tiết chế được cái bản thân. Kiểu như mình mà nóng thì anh sẽ nguội. Thì trong khoảng thời gian quen nhau khoảng được 2 năm đó,
tình cảm càng lúc càng lớn. Quen đến lúc mà Nhu chuẩn bị chuyển lên Sài Gòn học á, thì tới lúc đó mình cũng mới nhận ra là mình nếu mà quen anh á, hai người ở xa thì cũng không thể nào mà có được những cái động thái mà hai người quan tâm với nhau được. Mình cần được cái sự chăm sóc mà kiểu giống như là anh ở gần bên mình luôn á. Cho nên là nhiều khi cũng ngồi lại suy nghĩ rồi cũng có nói với anh là mình chia tay nhưng mà anh không chịu á. Sau một thời gian hai người không nói chuyện thì anh cũng buồn, anh cũng chấp nhận. Thế rồi, vậy đi. Nghe Nhu kể rất là kiểu như đang kiểu quay trở lại thời gian đó, kiểu như vẫn chưa quên được cái bạn đấy 2 năm. Nhớ lại thì thật sự là rất là quý cái tình cảm của hai đứa lúc thì, đó. Thì lúc em kể á, là rất là tâm đầu ý hợp. Lúc em kể cảm giác em vẫn chưa quên được. Dạ. 5 năm. 5 năm là một thời gian khá là dài. Ok, giờ đến Hằng. Em sẽ kể cho mọi người nghe về cái mối tình mà em cảm thấy nuối tiếc nhất. Tiếc. Thì nó cũng xảy ra gần đây thôi. Thì em và anh đó quen nhau vài tháng thôi. Nên là em mới cảm thấy nuối tiếc là tại sao lúc đó mình lại như vậy. Em cứ tưởng là mình hiểu chuyện, nhưng mà thật ra thì sau khi mà em nói chuyện với mọi người thì mọi người kêu là đôi lúc con gái thì không cần phải quá hiểu chuyện đến như vậy. Ví dụ chẳng hạn như là việc em về quê, sau em bay đến Sài Gòn. Thì lúc đó là khoảng em hay đi chuyến trễ, thì 1-2 giờ sáng em mới tới. Đó, thì anh đó chủ động, anh đó bảo là anh đó đang đón em. Nhưng mà em bảo thôi, nhà anh đó thì xa sân bay, mà nhà em thì gần sân bay hơn. Nên em bảo là thôi anh ở nhà đi, tại vì nhà anh xa, mới lại lúc đó thì trễ rồi, đi ra đón làm gì phiền lắm, để em tự về được. Thì vô hình chung anh đó tưởng là em không cần cái sự giúp đỡ của anh đó, em vẫn có thể sống tốt được. Thì anh đó vẫn cứ giữ suy nghĩ trong đầu của mình là em không có cần cái mối quan hệ này, một mình em sống vẫn tốt, em chưa thực sự sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ. Nhưng mà trong lòng em lại nghĩ khác, em nghĩ là ủa thì mình làm như vậy thì cho anh đó đỡ cực thôi chứ còn cái gì đâu. Thì em chỉ cần giải thích cho anh ấy nghe như vậy. Thì sau này khi mà mọi thứ kết thúc rồi thì em mới hiểu ra là như vậy. Đây là chỉ là một câu chuyện điển hình đối với như còn một vài câu chuyện đó, nhưng mà tất cả mọi thứ thì em đều là một mình cả. Còn anh đó thì cảm thấy là anh đó không có một cái vị trí gì trong cuộc đời của em hết. Nên là anh đó thấy là em chưa có sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ thì hai đứa kết thúc thôi. Nên là em vẫn cảm thấy nuối tiếc bởi vì em chưa có em tưởng là mình làm vậy là tốt, nhưng mà thực ra là không tốt trong cái trường hợp đó. Thì chắc là em sẽ rút kinh nghiệm ở trong những mối tình sau. Trâm gì, Trâm kể tiếp đi nè. Giờ chúng ta tới câu chuyện tiếp theo. Chị Trâm kể chút đi, em kể xong. Nó qua cũng lâu rồi á, nên là em muốn để cho nó qua một cách thoải mái, tự nhiên hơn. Tại vì nó là những cái kỷ niệm nó không được đẹp. Nhưng mà nếu mà không muốn nhắc thì thôi, cũng không sao. Hả? Nếu mà không muốn nhắc thì thôi, cũng không sao cả. Nhưng mà quá khứ anh nó không liên quan đến hiện tại, nên nếu mà bạn không muốn kể thì cũng không cần thiết. Vậy là câu chuyện tình khiến Trâm thổn thức đến mức không muốn nhắc lại đã rơi vào vòng bí mật. Trung nói rằng không thích Nhu.